Quigley, nữ tiên tri đầu tiên ở Mỹ. Năm dự đoán lớn cho năm 2024, núi lửa lớn nhất châu Á có thể phun trào. Một nhà tiên tri hàng đầu nước Mỹ dự đoán rằng núi lửa lớn nhất tại châu Á sẽ phun trào vào năm 2024. Xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ sớm chấm dứt. Người này từng là nữ cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ. Bà cũng đã nhiều lần tiên đoán đúng những sự kiện lớn trên thế giới, nhưng không được quá nhiều người biết tới. Bà ấy thực sự có tài năng gì đặc biệt và liệu những dự đoán trên có thực sự đáng tin cậy hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nữ tiên tri đầu tiên của nước Mỹ. Trong số các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, có một người phụ nữ đặc biệt. Bà không phải là chính trị gia người Mỹ, không phải là doanh nhân hàng đầu và chắc chắn không phải là một nữ bảo vệ hay chuyên gia tư vấn. Tuy nhiên, mỗi khi Reagan gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định hoặc không thể nhìn rõ hướng đi trong tương lai, ông luôn tìm kiếm sự tư vấn từ vị nữ cố vấn của mình. Mặc dù là cố vấn cá nhân, nhưng Tổng thống Reagan chỉ là một trong số nhiều khách hàng của bà. Nhiều người trong chúng ta có thể đã nghe nói về John Quigley, được biết đến với danh hiệu nhà ngoại cảm hàng đầu của Mỹ. Quigley sinh ra tại Philadelphia, Mỹ, nhưng trong một thời gian dài sau khi ra đời, bà được xem là một đứa trẻ khuyết tật vì bà không bao giờ nói chuyện. Ngoại hình bà thực sự trông rất ngốc và luôn nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm suốt cả 1-2 tiếng. Cho đến năm 9 tuổi, Quigley bất ngờ nói chuyện với cha mẹ, nhưng những lời nói của bà làm cha mẹ vừa vui mừng vừa lo sợ. Bà Quigley đã nói rằng gia đình mình phải dọn hết tài sản quý giá ra khỏi nhà, nếu không một cơn mưa lửa sẽ phá hủy tất cả. Điều này đối với người bình thường thực sự rất khó hiểu, vậy nên cha mẹ của Quigley cũng không chú ý nhiều, mà thay vào đó họ bắt đầu chuẩn bị tiệc để ăn mừng việc con gái họ đã biết nói chuyện. Tại buổi tiệc, Quigley tỏ ra rất bình tĩnh, dường như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Trong khi đó, cha mẹ bà đã biến câu nói đầu tiên của con gái thành một câu chuyện phiếm để kể cho bạn bè và người thân. Một lúc sau, Quigley bắt đầu trở nên kích động hơn. Bà ném bánh, thức ăn trên bàn cùng một số tài sản quý giá ra ngoài sân như điên dại. Điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người và họ cũng lần lượt chạy ra sân. Khi rời khỏi nhà đến sân sau, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Bầu trời đầy lửa và rơi như mưa xuống mái nhà. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã phủ kín cả căn nhà. Hóa ra một chiếc xe bồn chở dầu đang đi qua nhà Quigley thì đột ngột mất kiểm soát và va vào tảng đá ven đường. Cú va chạm mạnh đã gây ra vụ nổ lớn. Lượng dầu bị đốt cháy được phóng lên mái nhà của gia đình Quigley, dẫn đến cơn mưa lửa này. Mọi người đều bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Nếu vẫn ở trong nhà thì chắc chắn họ không có khả năng sống sót. Khi nghĩ đến điều này, mọi người lập tức nhận ra lý do họ sống sót chính là sự bất thường của Quigley. Đồng thời họ cũng nghĩ đến lời tiên tri về một trận mưa lửa thiêu rụi căn nhà. Cảnh tượng trước mắt này không phải là sự minh chứng cho dự đoán của bà ấy sao? Sự việc trên đã giúp Quigley trở nên nổi tiếng về khả năng tiên đoán kỳ diệu. Một đứa trẻ khuyết tật trước đây bỗng chốc trở thành một thiên tài tiên tri, và Quigley cũng không làm mọi người thất vọng. Mỗi khi có người nhờ giúp đỡ, bà luôn dùng những dự đoán của mình giúp họ giải quyết vấn đề với tỷ lệ chính xác cực cao. Tuy nhiên, Quigley chỉ thật sự bước lên sân khấu quốc gia khi những câu chuyện giữa bà và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan được công bố. Ngày chuyển sang đêm của nước Mỹ. Trong cuộc đời của cựu Tổng thống Mỹ Reagan có một người quan trọng không thể thiếu. Người ta nói rằng khi tranh cử thống đốc, ông không được nhiều người đánh giá cao, thậm chí chính Reagan cũng không tự tin vào bản thân. Chính vào thời điểm đó, một người bạn đã cho ông số điện thoại của một nhà tiên tri, đó là Quigley. Khi gặp nhau lần đầu, cả hai đều rất ngạc nhiên. Reagan không ngờ người phụ nữ này lại trẻ đẹp như vậy. Bà Quigley cũng không ngờ rằng vị chính trị gia muốn trở thành thống đốc lại còn trẻ và đẹp trai đến thế. Tất nhiên, không có tình cảm nào nảy nở giữa họ, mà ngược lại, họ rất ăn ý khi hợp tác. Bà Quigley nói với Reagan rằng ông sẽ thắng trong trận đấu sắp tới và thậm chí là thắng liên tiếp 2 lần. Reagan hiểu ngay ý nghĩa của Quigley, nhưng vào lúc đó, ông không hoàn toàn tin vào lời tiên đoán này.
Nhưng sự thật cuối cùng chứng minh Quigley đã đúng. Reagan không chỉ trở thành tổng thống mà còn tái đắc cử thành công. Chính vì sự việc này, Reagan tin tưởng tuyệt đối vào Quigley. Mỗi khi ông gặp khó khăn không thể giải quyết, đều phải tìm Quigley để tham vấn. Ông Reagan muốn thuê Quigley làm cố vấn cá nhân, nhưng bà đã có kế hoạch cho cuộc đời và không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn vì Reagan. Nhiều năm sau, Reagan đang chuẩn bị tranh cử tổng thống, nhưng trước tiên ông phải trở thành lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Lần này tỷ lệ tán thành của Reagan cũng rất thấp, nhưng bà Quigley đã nói, đối thủ của bạn sẽ mất một cánh tay, và cánh tay đó sẽ đến với bạn. Vì vậy bạn sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua một cách suôn sẻ. Lời nói có phần kỳ lạ của Quigley đã truyền cảm hứng cho ông Reagan tự tin bắt đầu tham gia bầu cử. Có lẽ chính sự tự tin này đã giúp Reagan giành được sự ưu ái của Kissinger, cánh tay phải của Ford, đối thủ của Reagan. Những năm tiếp theo, Quigley tiếp tục dự đoán các sự kiện như vụ ám sát Reagan và việc ông tái đắc cử, sự cải cách và mở cửa của các nước lớn ở châu Á, 30 năm kinh tế Nhật Bản trì trệ và sự tan rã của Liên Xô. Sau khi cựu Tổng thống Reagan qua đời vì bệnh tật vào năm 2004, Quigley bắt đầu rút lui và trở về quê hương. Tuy nhiên, bà vẫn không ngừng đưa ra những dự đoán. Người ta nói rằng Quigley đã lưu giữ tất cả những dự đoán của bà ấy trong một chiếc hộp do Reagan đưa cho mình. Mỗi khi năm mới đến, sẽ có 5 dự đoán được đưa ra để cảnh báo mọi người. Mặc dù bà Quigley hiện đã qua đời, nhưng 5 dự đoán cuối cùng của bà đã được công bố. Vậy 5 dự đoán này đề cập đến những khía cạnh nào? Dự đoán đầu tiên nói về việc sau 20 năm kể từ khi cựu Tổng thống Reagan qua đời, vùng đất này sẽ nhanh chóng biến từ ban ngày thành đêm tối. Nhà Trắng sẽ chào đón vị nữ Tổng thống đầu tiên. Vùng đất này có thể là đang ám chỉ về Mỹ. Một số người cho rằng đây có thể là dự đoán về sự thay đổi khí hậu, nhưng cũng có người nói rằng có thể là ám chỉ về sự qua đời của một vị Tổng thống. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán dành riêng cho nước Mỹ và không liên quan nhiều đến thế giới. 4 dự đoán khác mới là điều khiến nhiều người chú ý. Trước khi qua đời, nhà tiên tri chính xác nhất nước Mỹ, Quigley, đã công bố 5 dự đoán cho năm 2024, bao gồm một vụ cháy lớn giữa các eo biển và phun trào núi lửa lớn nhất ở châu Á. 4 nội dung của dự đoán tiếp theo là gì? Lời tiên tri cho năm 2024. Dự đoán thứ 2 của nhà tiên tri Quigley nói rằng xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ dừng lại trong năm nay với lý do từ một vụ cháy vào 3 tháng cuối cùng của năm 2024. Tuy nhiên, tầm nhìn của thế giới không tập trung vào đó, mà là ở hai bên của một dãy núi tuyết. Sau đó, người ta sẽ đặt mục tiêu bay lên mặt trăng trong năm nay. 3 người nắm giữ chìa khóa quyền lực của thế giới sẽ qua đời. Sự kiện lớn vào 3 tháng cuối cùng là gì? Chúng ta chỉ có thể chờ xem. Đối với tiên đoán mà Quigley đã tiết lộ rằng ánh sáng của thế giới sẽ tập trung ở hai đầu của dãy núi tuyết, một số người tin rằng đó có thể là dãy Himalaya. Đề cập đến mặt trăng thì hiện tại, điều chúng ta biết về mặt trăng chỉ là kế hoạch khám phá mặt trăng của Trung Quốc và kế hoạch của Mỹ để đưa người lên mặt trăng vào năm 2024. Trong dự báo thứ 3 về thế giới, Quigley nói rằng cô ấy thấy một ngọn lửa bùng lên giữa eo biển nhưng sẽ nhanh chóng biến mất. Những ngư dân không cần chủ động nhặt vỏ sò vì vỏ sò sẽ tự động lăn vào thùng cá. Sự ẩn dụ này vô cùng dễ hiểu. Ngoài eo biển, Quigley cũng nói rằng có một vùng đất ở châu Phi sẽ bị cháy, nhưng ngọn lửa đó sẽ được dập tắt bởi một cơn mưa đỏ. Và quốc gia có dân số đông nhất sẽ nắm lấy chức vương triệu quyền lực của thế giới. Dự báo thứ 4 mà Quigley đề cập chính là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ đẩy con người vào thế giới ảo. Tuổi thọ của con người sẽ phụ thuộc vào tài sản của họ. Thực ra đây là một tin vừa tốt vừa xấu, bởi nó chứng tỏ công nghệ của con người đã tiến bộ, tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Nhưng tin xấu là chỉ có những người giàu mới có thể tận hưởng điều này. Cuối cùng, dự báo của Quigley nói rằng thảm họa tự nhiên sẽ xảy ra, nắng nóng kỷ lục sẽ kéo dài nhiều ngày và hạn hán cùng lũ lụt sẽ hoành hành trên toàn cầu. Những hoạt động địa chấn, núi lửa sẽ diễn ra rất thường xuyên và cho núi lửa sẽ rơi xuống cùng những cánh hoa anh đào. Có vẻ như bà đang ám chỉ về đất nước Nhật Bản. Liệu rằng đây có phải là dấu hiệu núi Phú Sĩ ở Nhật Bản sẽ phun trào vào năm 2024? Và cho núi lửa sẽ che phủ toàn bộ đất đai xung quanh, còn một số nơi khác thì lại bị nước biển nhấn chìm. Nếu đúng là dự đoán về Nhật Bản, thì đây sẽ là một thảm họa vô cùng đáng sợ. Trên đây là 5 dự báo của nhà tiên tri Quigley với những câu nói ẩn dụ mơ hồ. Vậy nên chúng ta hãy nghe như một câu chuyện và xem đó là lời khuyên trong cuộc sống. Bạn có điều gì muốn chia sẻ, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận.
Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.